Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình làm video để mình hướng dẫn đến cho những anh em đang sử dụng máy mô tô CanTab cái chức năng đọc xóa lỗi trên hệ thống không gian điện tử anh em nhé. Còn nếu như những anh em nào mà chưa có điều kiện để mua máy chuẩn đoán lỗi mô tô CanTab thì anh em cũng xem video để tham khảo anh em nhé. Vâng, trước màn hình của anh em đây đó chính là chiếc xe Ablade đời 2012 của hãng Honda. Như vậy là máy mô tô CanTab tôi đã kết nối với tác đọc lỗi ở trên xe và tôi đang để máy mô tô CanTab ở vị trí này. Tôi đã mở chìa khóa và bóng đèn màu xanh màu đỏ mô tô CanTab đã sáng. Như vậy là máy mô tô CanTab đã có nguồn anh em nhá. Và máy tính bảng thì tôi đã mở lên, tôi bật máy tính bảng lên, tôi vào phần mềm mô tô CanTab và đã có chữ dòng chữ kết nối thành công. Như thế này là tiến hành sử dụng thôi anh em nhá. Vâng, và máy mô tô CanTab thì tôi đang tiến hành là tôi kết nối lên TV anh em nhá. Vâng ạ, tôi đang kết nối lên TV để cho khách hàng xem luôn anh em nhá. Vâng, TV tôi để ở vị trí này. Màn hình máy tính bảng như thế nào thì màn hình TV nó như vậy anh em nhá. Vâng, và khách hàng ngồi ở vị trí chờ anh em sửa xe ở vị trí này thì khách hàng cũng nhìn được luôn lên trên màn hình TV để xem là anh em sửa cái gì thì nó rất chi là đẳng cấp, rất chi là chuyên nghiệp anh em nhá. Vâng ạ. Vâng, như vậy là hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em cái cách đọc lỗi, xóa lỗi trên cái dòng xe phun xăng điện tử bằng máy chuẩn lỗi mô tô CanTab anh em nhá. Vâng, cái máy này nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Anh em nào cần máy đọc lỗi xịn sò như thế này thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp anh em nhá. Vâng, mà mình xin tư vấn cho anh em đang sử dụng những cái dòng, anh em đang chuẩn bị kinh phí tài chính để anh em mua máy chuẩn đoán lỗi thì anh em nên mua cái dòng máy chuẩn đoán lỗi hiện đại đẳng cấp như thế này anh em nhá. Anh em không nên mua những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi thế hệ cũ ngày xưa, mấy thiết bị cầm tay ngày xưa nữa. Cái máy thiết bị cầm tay cũ ngày xưa giống như cái máy Nokia anh em nhá, máy giống như kiểu là máy điện thoại Nokia. Còn máy mô tô CanTab thì anh em tưởng tượng nó giống như máy điện thoại iPhone bây giờ đấy. Thì bây giờ anh em năm 2023 rồi, anh em bắt đầu mua máy chuẩn đoán lỗi thì nên mua cái dòng máy đẳng cấp giống như iPhone 14. Anh em không vác tiền đi mua những cái dòng máy lỗi thời như Nokia ngày xưa nữa. Đấy là cái câu chuyện vui của tôi anh em nhá. Vâng, thì ngày hôm nay tôi sẽ tiến hành là đọc lỗi trên một chiếc xe Ablade 2012 và hiện tại bây giờ là xe không báo lỗi anh em nhá. Tôi sẽ thực hiện các chức năng như sau. Đầu tiên là tôi đọc lỗi khi xe không báo lỗi, và tiếp theo là tôi đọc lỗi khi xe báo lỗi, và tiếp theo nữa là tôi sẽ hướng dẫn anh em xóa lỗi anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ tắt chìa khóa và tôi sẽ mở chìa khóa lại và anh em thấy đèn FI sáng xong rồi tắt, như vậy là không chớp gì cả, không sáng gì cả thì chứng tỏ là xe không báo lỗi anh em nhá. Vâng, xe không báo lỗi. Anh em sửa xe lâu năm thì anh em gặp nhiều cái tình huống rồi, khi mà xe không báo lỗi, một chiếc xe phun xăng điện tử không báo lỗi nhưng mà xe vẫn bị hụt ga, yếu máy, chạy không bốc là chuyện bình thường anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ tiến hành. Anh em bấm vào kết nối với hệ thống OBD trên xe. Anh em bấm vào Honda. Anh em bấm vào tìm xe tự động. Anh em bấm mũi tên bên phải. Hiện nay thì thông báo chúng tôi không tìm thấy loại xe này trong danh sách. Có nghĩa là cái xe này nó chưa có trong danh sách tìm xe tự động thì anh em sẽ được cập nhật trong cái phần bản V2.4 anh em nhá. Vâng, bây giờ thì mình sẽ tìm xe thủ công. Bấm vào tìm xe thủ công và bấm Việt Nam. Và anh em bấm AB 2011 2012 đây ạ. Anh em bấm vào đây. Rồi anh em bấm vào, anh em bấm hệ thống động cơ anh em nhá. Vâng, tôi lại tiếp tục tôi quay lên màn hình TV cho anh em thấy luôn là màn hình máy tính bảng như thế nào thì màn hình TV như vậy anh em nhá. Đấy, anh em thấy như thế nào thì màn hình TV như vậy luôn. Ok. Rồi, tôi bấm mũi tên bên phải anh em nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm đọc lỗi. Vâng, anh em chờ trong vòng vài giây thì máy đó. Đấy, xe không báo lỗi thì là máy của tôi đã đọc được là không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chuẩn đoán nâng cao không? Đối với những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi thông thường ở trên thị trường thì nếu như mà xe không báo lỗi thì anh em đọc đến đây thôi là hết. Cái xe có bị hụt ga, yếu máy hay là không đề được hay là bị òa ga thì mặc kệ anh em. Nên khi mà xe không có lỗi nó chỉ đọc đến đây thôi, nó không có báo gì cả. Đối với những cái dòng máy thông thường ở trên thị trường mà anh em hay mua đấy, ví dụ như là máy sửa Tool 2 đấy, nó thẳng là như vậy. Ở đây nhưng mà đối với máy mô tô CanTab hoặc là máy mô tô Can 7 thì khác anh em nhá. Nó hỏi bạn là bạn có muốn thực hiện chức năng chuẩn đoán nâng cao không thì tôi sẽ bấm có. Nếu anh em bấm không nó thoát ra ngoài anh em nhá. Tôi bấm có.
Vâng, như vậy là xe nó máy tiếp tục hỏi là hỏi anh em là xe có biểu hiện gì anh em nhá. Như vậy là xe của anh em có những cái biểu hiện gì ở đây thì anh em sẽ bấm vào thì nó sẽ tự động kiểm tra cho anh em. Ví dụ như là không thể nổ máy này, mất alin xin tốt này, hoặc là xe của anh em bị hao xăng nhiều, không quay đề, hoặc là bị òa ga liên tục, hoặc là bị òa ga ngẫu nhiên, hoặc là xe của anh em không có garanti, hoặc là xe của anh em rất chi là khó khởi động, hoặc là anh em muốn kiểm tra cái cơ khí kim phun, hoặc là anh em hụt ga khi tăng tốc, hoặc là yếu máy không bốc. Đấy là những cái lỗi mà anh em muốn, khi mà xe không có lỗi mà xe của anh em vẫn bị bệnh thì anh em bấm vào đó thì máy nó sẽ tự động nó kiểm tra anh em nhá. Đấy là lúc mà xe không báo lỗi anh em nhá. Rồi tôi sẽ bấm thoát ra ngoài. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện cái chức năng đọc lỗi tiếp theo là khi xe bị báo lỗi anh em nhá. Tôi sẽ đọc là khi xe bị báo lỗi. Rồi ok anh em, bây giờ thì tôi sẽ tiến hành là tôi tắt chìa khóa anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ anh em nhìn thấy đây chính là cái cảm biến khí nạp, cảm biến nhiệt độ khí nạp anh em nhá. Và bây giờ tôi sẽ chủ động tôi bứt cái dây này ra, tôi sẽ bứt cái dây điện của cảm biến khí nạp, nhiệt độ khí nạp này ra, IAT này ra anh em nhá. Rồi tôi đã bứt cái dây này ra rồi, tôi gọi là tách hai dây ra, gọi như là đã bị lấy ví dụ như là chuột cắn dây điện đi anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ tiến hành là mở chìa khóa anh em nhá. Vâng, khi mà mở chìa khóa thì anh em để ý là anh em thấy là đấy, anh em thấy là xe báo lỗi và đèn FI thì nháy loạn xạ anh em nhá. Anh em không biết được cái lỗi này là lỗi gì cả. Tôi lấy cho ví dụ nó chỉ có nháy loạn xạ như thế này thôi thì anh em cần phải làm như thế nào. Rồi tiếp tục anh em để ý, chú ý lên màn hình để xem máy motor contact nó giúp được anh em cái gì ở trong cái lúc mà xe báo lỗi và nó khác với dòng máy đọc lỗi thông thường ở trên thị trường nó như thế nào anh em nhá. Vâng, anh em bấm mũi tên bên phải. Rồi anh em tiếp tục bấm vào đọc mã lỗi. Rồi anh em sẽ chờ trong vài giây thì nó sẽ xuất lỗi ra cho anh em. Vâng, như vậy là anh em thấy ngay lập tức là xe của anh em là có hai mã lỗi lịch sử thì anh em không cần quan tâm, anh em xóa vào là nó mất thôi. Nhưng mà cái mã lỗi đầu dòng đầu tiên này chính là cái mã lỗi hiện hành anh em nhá. Vâng, bây giờ anh em sẽ bấm vào mã lỗi hiện hành. Đấy, vài giây là sẽ có kết quả. Vâng, ngay lập tức là cái nội dung mô tả chi tiết đó là điện áp mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT ngoài giải tiêu chuẩn ở mức độ cao. Vâng, như vậy nó đang báo ngay cho mình là cái mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT anh em nhá. Vâng, và nó gồm có 3 nguyên nhân là cái gợi ý sửa chữa bên dưới đây luôn anh em ạ. Cái gạch đầu dòng thứ nhất là lỗi mạch cảm biến. Cái gạch đầu dòng thứ hai là lỗi cảm biến. Cái gạch đầu dòng thứ ba là lỏng hoặc tiếp xúc kém ở rắc cắm nối của cảm biến. Đó là 3 cái nguyên nhân mà dẫn đến nó báo cái lỗi này anh em nhá. Vâng, anh em thấy là rất chi là hiện đại, màn hình màu chữ tiếng Việt có dấu và chi tiết anh em nhá. Đây là cái chức năng mà dòng máy đọc lỗi thông thường trên thị trường, ví dụ như máy Smartune 2 thì sẽ không có được cái chức năng như thế này anh em nhá. Vâng, tiếp tục anh em lướt xuống bên dưới thì có cái mũi tên để chỉ được cho anh em biết là cái con cảm biến nó nằm ở vị trí nào ở trên xe anh em nhá. Vâng ạ, đấy anh em thấy là nhiều anh em có hỏi là máy motor contact có dễ dùng hay không anh em nhá, thì anh em thấy là nó dễ dùng chưa anh em. Nó còn có cả hình ảnh để chỉ cho anh em biết cái con cảm biến ở đây này, nó có mũi tên chỉ đúng ở đây luôn anh em nhá. Đấy thì anh em thấy là có cái máy đọc lỗi nào nó như vậy không anh em, chỉ có máy motor contact mới làm được điều đó thôi anh em nhá. Vâng ạ, anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ tư vấn cho anh em nhá. Vâng, tiếp tục lướt xuống để xem là máy nó còn hỗ trợ tối đa cho anh em trong nó báo lỗi này nó như thế nào nữa anh em nhá. Vâng, anh em lướt xuống thì anh em lại thấy được cái mạch điện của cái con cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT anh em nhá. Vâng, anh em thấy là cảm biến và nó có hai dây, một dây màu xanh đây, hai dây màu đây, một dây màu xanh cam và một dây màu xanh ghi anh em nhá, màu ghi dọc xanh. Đấy, anh em thấy được là rất gì là hiện đại, nó có cả và anh em biết được cái mạch dây nó đi đâu và về đâu luôn anh em nhá. Đấy, xịn không anh em, quá chi là tuyệt vời anh em nhá. Anh em không mua, anh em đi còn đi mua máy cho nó lỗi Smartune 2 làm gì anh em, máy này nó mới đẳng cấp anh em ạ. Rồi ok, lướt tiếp tục xuống tiếp theo nữa thì anh em thấy là cái sơ đồ hệ thống không gian điện tử luôn. Anh em có thể nhìn được tất cả những cái cảm biến đi đâu và về đâu, và anh em có thể phóng to lên được không. Rồi phóng to lên được luôn anh em nhá. Rồi ok anh em. Rồi, nhưng mà chưa hết,
chưa hết anh em nhá. Như thế này vẫn đang chưa hết, nó còn hỗ trợ anh em nhiều nữa anh em ạ. Vâng, anh em thấy là cái mũi tên bên tay trái, vai tay phải tôi đây đang nhấp nháy, nó đang nhấp nháy anh em nhá. Và anh em bấm vào đó xem như thế, tình hình nó như thế nào anh em nhá. Nó còn hỗ trợ anh em như thế nào nữa. Bấm vào đây. Vâng, tiếp tục là máy đã có hỏi là bạn có muốn thực hiện chức năng chuẩn đoán nâng cao không? Đấy, lại tiếp tục chuẩn đoán nâng cao và những cái dòng máy khác không có được anh em nhá. Và anh em muốn không thì anh em bấm không, hoặc anh em bấm có, rồi. Bấm có. Rồi. Rồi, theo cái chuẩn đoán nâng cao thì yêu cầu anh em này, chức năng chuẩn đoán nâng cao và nó yêu cầu rút rắc nối cảm biến IAT, dùng dây điện nối tắt hai chân, dùng dây nối tắt hai chân của rắc nối. À rồi, ok, như vậy là tôi sẽ kiếm sợi dây điện, anh em chờ tôi chút, nó yêu cầu anh em chờ tôi chút nhá, tôi chờ tôi trong giây lát tôi kiếm cái dây điện đó, tôi sẽ chờ chút nó yêu cầu như thế nào, anh em cứ làm theo anh em nhá. Và anh em chờ tôi trong giây lát tôi sẽ kiếm cái dây điện để xem là nó thần thánh đến mức độ nào, máy đọc lỗi thần thánh đến mức độ nào anh em nhá. Mình cứ đóng là bây giờ mình đang bứt cái dây đó ra thì mình biết là nó đang đứt cái dây đó rồi thì nó báo lỗi rồi, nhưng mà bây giờ là nó yêu cầu như vậy thì tôi cứ thử thực hiện. Máy chuẩn đoán lỗi này thì nó không có mắt, nó không có mũi đâu anh em, nó không thấy được đâu, để tôi xem là nó thần thánh như thế nào anh em nhá. Tầm cỡ à, máy chuẩn đoán lỗi tầm cỡ à, được rồi. Nó yêu cầu tôi đọc lại cho anh em một lần nữa này. Máy nó yêu cầu anh em là rút rắc nối của cảm biến IAT, thì nó yêu cầu anh em rút rắc ra, dùng dây điện nối tắt hai chân của rắc nối. Ok, làm thứ làm luôn anh em nhé, sợ gì. À, để tôi xem máy này nó còn nó làm được việc gì. Rồi, nó yêu cầu tôi rút. Tôi biết thừa là cái dây này đứt ra rồi, nhưng tôi cũng cứ rút ra và tôi dùng dây điện tôi nối lại. Nó bảo yêu cầu nối lại thì cứ nối đây, anh em thấy là tôi, nó yêu cầu nối thì tôi nối rồi, nhưng tôi biết thừa đứt dây ra rồi, tôi cứ làm theo nó đi để nó xem nó làm được gì, việc công việc gì. Đó rồi, tôi nối rồi thì bây giờ tôi sẽ bấm mũi tên bên phải. Rồi yêu cầu này, yêu cầu tiếp theo là nối chân tín hiệu, nó yêu cầu tiếp theo là nối chân tín hiệu TA của rắc cảm biến với âm nguồn. Rồi, nó yêu cầu là tôi nối cái dây tín hiệu vào âm nguồn anh em nhá. Rồi, ok anh em. Ok, nối. Sợ gì? Ok, bây giờ nối làm sao? Bây giờ nó yêu cầu tôi nối à? Được rồi, tôi cái dây này là cái dây tín hiệu của nó là dây màu ghi chọc xanh anh em nhá. Tôi nối với âm sườn thì tôi sẽ kiếm cái vị trí nào đó cái mát nó tốt để tôi dắt vào đây. Tôi dắt vào cái lọc xo đây anh em nhá. Rồi, ok. Như vậy tôi đã nối vào mát sườn. Âm mát nguồn đây anh em ạ. Mát nguồn là mát sườn, là mát bình ắc quy, mát chỗ nào cũng được. Cứ có mát là được. Rồi, tôi nối rồi, ok. Giờ chỉnh lại cái camera cho nó chuẩn chút anh em nhé. Rồi, ok. Rồi, tôi bấm mũi tên bên phải. Rồi, tiếp theo là cái gợi ý kiểm tra và sửa chữa lỏng rắc nối đứt mạch dây tín hiệu hoặc lỗi bên trong khối điều khiển SM. Vâng, như vậy là rất chi là hay anh em nhé. Vâng, ngay lập tức là nó đưa ra ba cái gợi ý hư hỏng. Gợi ý hư hỏng thứ nhất là lỏng rắc nối, cái gợi ý thứ hai là đứt mạch dây tín hiệu hoặc là lỗi bên trong khối điều khiển IC. Đấy, nó phát hiện ngay là khả năng là bị đứt mạch dây. Đấy, anh em thấy là máy có máy nào giống như cái máy này không anh em? Chỉ máy Motocan 8 với máy Motocan 7 mới làm được điều đó thôi. Còn cái dòng máy Smartune 2 thì anh em thấy là nó chỉ có đọc lỗi thông thường thôi, đọc lỗi thông xoàng xoàng thôi. Nó đọc lỗi ra rồi anh em tự động mà kiểm tra lấy. Nó không biết được. Nó tự động kiểm tra lấy, anh em tự động kiểm tra lấy máy Smartune 2 ạ. Còn máy này thì anh đấy nó biết ngay là đứt mạch dây. Rồi, ok. Như vậy là cái chức năng đọc lỗi khi có ma lỗi đã xong, và tôi đã đánh đố cái máy này mà nó đã thần thánh giỏi đến mức độ là nó đã tìm ra được là đứt mạch dây anh em nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ nối mạch dây lại. Tôi nối mạch dây lại và tôi sẽ ghim cảm biến lại, coi như là chuột cắn dây điện và máy nó gợi ý sửa chữa. Tôi đã phát hiện ra là
là nó bị đứt dây, thì tôi nối lại. Ok, tôi nói là nối lại rồi, và tiếp tục tôi tắt tắt chìa khóa và tôi mở mở lên, mở chìa khóa lên thì chắc chắn là xe nó sẽ không còn báo lỗi nữa anh em nhá. Tôi mở chìa khóa, anh em thấy đèn nó đi sáng xong rồi tắt, sáng xong rồi tắt và không có nhấp nháy lại nữa anh em nhá. Như vậy là nó sẽ không báo lỗi nữa. Rồi ok, tiếp tục. Và bây giờ đến phần xóa lỗi anh em nhá. Không phải là một, anh em đừng có biết là cái máy đọc lỗi là khi mà xe nó bị lỗi mà anh em xóa lỗi là nó khỏi được đâu anh em nhá. Tôi lấy ra một ví dụ này, cảm biến hỏng này hoặc là đứt dây này, thì anh em bấm cái chỗ mã lỗi, xóa mã lỗi này thì không có tài nào mà cái máy nào mà nó chui vào đó nó sửa được cái con cảm biến nó lành lại được, hoặc là cái dây nó bị đứt cũng không có cái máy nào mà nó nối cái mạch dây nó lại cho anh em được anh em nhá. Như vậy anh em hiểu cái mã xóa mã lỗi này có nghĩa là xóa cái mã lỗi lưu bên trong cái ECM, mà khi mà xe nó vừa bị báo lỗi thì nó sẽ lưu lại và anh em phải xóa đi để xe nó chạy ngon hơn. Hoặc là cái dòng xe đời mới như Yamaha nó sáng liên tục như vậy thì anh em cần phải xóa đi để xe nó chạy ngon hơn anh em nhá. Vâng, như vậy là bây giờ tôi sẽ vào tiếp tục, tôi vào đọc lỗi tiếp anh em nhá. Đọc lỗi bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ báo là chỉ có lỗi lịch của lỗi quá lỗi đấy, anh em thấy là chỉ còn có mã lỗi lịch sử thôi anh em nhá. Mã lỗi lịch sử thì anh em bấm xóa đây cũng được này anh em này, em bấm nếu như có trừ mã lỗi lịch sử thì em xóa được, còn hiện hành anh em không xóa được anh em nhá. Vâng, hiện hành thì anh em phải sửa xong anh em mới xóa. Lịch sử thì em có thể là xóa được, nhưng mà anh em bấm vào đây cũng được và anh em có thể thoát về ra và anh em nhìn thấy chỗ xóa mã lỗi, anh em bấm xóa mã lỗi đây cũng được anh em nhá. Vâng, tôi sẽ bấm xóa mã lỗi, tôi bấm tiếp tục anh em nhá. Tôi bấm tiếp tục rồi ok, anh em chờ trong vài giây. Như vậy nó báo là xóa mã lỗi thành công. Như vậy tôi sẽ vào đọc lại xem là có lỗi được không anh em nhá. Tôi vào đọc lại xem có lỗi được không. Vâng, như vậy là anh em thấy là không có mã lỗi lưu bên trong ECM, như vậy là xóa được rồi. Và chức năng chẩn đoán nâng cao thì giống như ban đầu thôi anh em nhá. Rồi, như vậy là ngày hôm nay thì cái video hôm nay thì tôi chia sẻ đến cho những anh em đang sử dụng máy MotoCanTab cái chức năng đọc lỗi và xóa lỗi và xem máy nó giúp được anh em những thứ gì anh em nhá. Còn những anh em nào mà chưa mua máy thì anh em cũng xem, cảm ơn anh em xem video và anh em tham khảo cần máy thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, khi cung cấp máy cho anh em thì hỗ trợ kỹ thuật cho trọn đời anh em nhá. Và các cái video tiếp theo thì tôi sẽ làm các cái video về cái chức năng là khôi phục lại ECM thông số hiện hành, hoặc là kiểm tra A trên F, hoặc là hiệu chỉnh A trên F, nạp phần mềm ECM và thông tin ECM thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em các sau anh em nhá. Vâng, và video hôm nay thì tôi xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh để các video tiếp theo tôi lên sóng thì anh em sẽ có thông báo, anh em sẽ xem được anh em nhá. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình. Bây giờ thì các anh em thợ thì đang đua nhau sắm máy MotoCanTab vì nó đẳng cấp như cái như tôi vừa mới làm video cho anh em xem anh em nhá. Không có máy nào mà giống như máy này cả anh em ạ. Quá đẳng cấp và càng ngày nó càng phát triển lên nữa. Anh em mua máy này á, nâng cấp lên được nữa, nhiều chức năng hơn nữa, nó đang đẩy vào hàng vài tháng lại cập nhật một lần chức năng, lại thêm nhiều chức năng hơn nữa, mà đặc biệt là cập nhật không mất phí anh em nhá. Rồi, video hôm nay thì tôi xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.